Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu carbon. Cho mọi người xem mình lựa chọn nhé. Đấy. À, mình dọn qua một bên là mình giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên là một cái cần Shimano chất liệu carbon nha mọi người. Shimano chất liệu carbon bát Fuji FS6 này. Đấy, Fuji FS6 nhé. Đây X-Line High Power X carbon nha mọi người. Đây phan của nó này. Đó. Phan của nó còn ok nha mọi người. Ok hết. Nào cũng đá đấy nguyên vàng nhá. Đây đọt của nó đây. Đồ bu. Đây đọc đây nè, một lóng hai ba bốn năm sáu bảy tám lóng tất cả mọi người, tám lóng. Đấy. 8 lóng tất cả. Này, bộ hình của cái cần này khoảng 90% nha mọi người. 90% trở lên. Cái cần này dài 6m2. Thu vào là 90cm, đọt là 1.1 ly, 1.1 ly, cân nặng là 310g cho mọi người, cân nặng 310g. Đây là cây số 1. Một triệu tư nha mọi người. Số 1, 1.4 triệu. Số 2 là một cái cần Shimano tiếp theo. Cần này thì chất liệu là carbon. Ngoại hình của nó 90% nữa đây. Đấy, cây này thì China, của China nha mọi người. Carbon. Nhà máy China xuất Nhật nhé. China xuất Nhật. Dòng Hayashio này. Đấy. Độ cứng 20 và 2.7. Đấy. Bát của nó Fuji đây. Ok. Dàn khoan này để mình xem kỹ dàn khoan cho mọi người nhé, xem có cái nào mình nứt bể gì không. Ê dàn khoan ok nha mọi người. Dàn khoan ok luôn. Đấy. Khoan ok luôn. Dàn khoan ok, đá rất là ok nha mọi người. Đây, đọt của nó. Chất liệu là carbon đó nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng thôi. Cần này ba lóng. Đây. Cái cần này 2.7 m,
27, 28. Thu vào là một mét nha mọi người. Đột là 1,1 ly nè. Cân nặng là 140 g. Đấy, cân nặng 140 g. Đấy. Ok. Đây là cái số 2. 650.000. Số 2 650.000 nha mọi người. Số 3 là một cây carbon Shimano Holiday Spin nhé. Đấy. 15-300, độ cứng 15, dài 3 m nhé. Bát Fuji FS6 này, Fuji FS6 nhé. Đấy, cái cần này ngoại hình khoảng cỡ 85% thôi. Đấy. Còn khoan luôn. Khoan Fuji đây nhé. Ok. Khoan đầu bu ok nha mọi người. Khoan đầu bu ok. Đấy. Đọt to. Đấy. 1 2 3 3 lóng thôi. Cái gần này 3 lóng. Cái cần này hiện tại đo là mình thấy thực tế là còn 2,8 này. Thu vào là 1m11 nha mọi người. Đọt 2,8 ly. Cân nặng là 160 g. Cái này cái số 3, 850.000. Số 3 850.000 nha mọi người. Đây, cái này Shimano Made in Korea nhé. Korea xuất Nhật nha mọi người. Tiếp theo là một cái cần Daiwa. Cần Daiwa. Cái cần Daiwa này là Việt Nam xuất Nhật nha mọi người. Việt Nam xuất Nhật. Made in Việt Nam. Đây. Việt Nam xuất Nhật nhé. Đây. Đấy, ngoại hình của cái cần này đây. Chỗ này bị sai sát thế này đây. Đấy. Đấy, để mình coi cái dàn khoan của nó thử. Rồi, khoan của nó không bị nứt vỡ gì nha mọi người, ok hết. Dàn khoan đầu bu không bị nứt vỡ gì, ok hết. 1 2 3 4 giống. 4 giống thế này đây. Đây. Bát đây qua luôn. Đây. Cái cần này dài 4 m, thu vào là 1m17, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 300 g nha mọi người. Cái này cái số 4. Số 4. 850. Số 4 850.000 nha mọi người. Cho mọi người chơi mình một tiếng.
Tiếp theo là một cây cần Daiwa nữa nha mọi người. Cần Daiwa. Đây, mô hình của nó đây. Bát Fuji, à bát Daiwa luôn. Bát của thằng Daiwa luôn nha mọi người. Đấy, bát của thằng Daiwa luôn. Đây. Cần Daiwa máy chỉnh da băng nha mọi người, máy chỉnh da băng. Đấy. Đọc số 1 này, dài 5x3 này. Đấy. Ok. Cần này là kiểu cần tay máy phụ nhá. Kiểu cần tay máy phụ. Zoom đoạn này nha mọi người, zoom đoạn này này. Zoom này. Đấy, đoạn này zoom giữa bóng x2 5x3 nhá. Zoom giữa bóng x2 5x3. Đây, rút cái đoạn zoom cho mọi người coi. Đấy. Zoom tới một mấy móc là đây, đọc của nó đây. Fan thì để mình coi. Mấy cái fan máy phụ này thì mọi người thấy rồi. Cột lại bình thường thôi. Đấy. Đọc này. 1 2 3 4 5. Tất cả 5 giống nha mọi người, 5 giống. 5 giống. 5 giống thì mình nói luôn là những cái fan này nè, có cái fan thì người ta cột lại, nhưng mà những cái fan tay máy phụ này thì cột rất là đơn giản nha mọi người, bình thường thôi, không có gì hết. Đấy. Đây. Cái cần này dài có lẽ là như cái độc nó bị hạ độc rồi, người ta hạ độc bớt rồi nha mọi người, hạ độc bớt rồi. Cái cần này dài 4m1, 5m1 này, 4m1, 5m1 nha. Thu vào là 1m18, độc là 0,8 ly, cân nặng là 160g, giá 700.000 nhé. Đây là cái số 5. Số 6. Số 6 là một cây cài cây gần Yongsung carbon xoắn X. Đây chất liệu là carbon xoắn X. Nãy giờ toàn cần carbon không thôi nha mọi người. Đấy, bát của nó. Đây, bát BM đây. Cần này như là kia Korea xuất Nhật nha mọi người. Đấy. Mình không thấy chữ nhưng mình đoán Yongsung đây là của thằng Hàn Quốc rồi. Cần này dài 4m4 này, thu vào 1m15 này, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 310g, giá là 900.000. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi các cái khoan của nó. Đây. Dàn khoan đồ của nó đây. Mình coi từng cái luôn, kiểm tra cho mọi người nhé. Khoan ok. Rồi, dàn khoan đầu bu ok, không nứt vỡ gì nha mọi người. Không nứt vỡ gì. Đấy. Đấy. 1 2 3 4 5 giống tất cả. 5 giống. 5 giống mà theo mình thấy thì hình như là cái đọt người ta thay cái đọt cứng hơn rồi nha mọi người. Người ta thay hoặc hạ đọt cứng hơn rồi. Đọt này người ta hạ cứng hơn rồi nha mọi người. Đấy. Đấy. Như mình nói. Dài 4m4 đây. Này số 6 900. Số 6 900 nha mọi người.
Số 7 tiếp tục một cái cần Daiwa. Daiwa máy in Việt Nam nha mọi người. Daiwa máy in Việt Nam. Đấy. Hình đây. Cần này thì ngoại hình khoảng cỡ 90% trở lên. Chất liệu là carbon rồi. Đây, dàn phan để mình coi xem nữa có cái nào bị gãy nứt gì không. Dàn khoan đầu bu ok mọi người, dàn khoan đầu bu ok. Đấy. Một lóng. 2. 3. 4. 4 lóng. Cái cần này dài 4 mét. Dài 4 mét. Thu vào là 1 mét 17, đột là 1,6 ly, cân nặng là 240 g nhé. Cần này cần số 2 4, 6, số 7. Số 7 nha mọi người. Con này số 7 850.000. Quay kia để xem thôi. Số 8. Số 8 là cái cần Daiwa. Daiwa. Đây. Số 8 là cái cần Daiwa, bát Daiwa luôn nhé. Made in Japan luôn nha mọi người. Cần Daiwa made in Japan. Đây. Carbon xoắn ít đây. À. Đấy. Đột 1.5 dài 46 rồi. Em thử là coi là dàn khoan của nó đây. Đó. Fuji đây nha mọi người. Dàn khoan còn ok nha mọi người, khoan đầu bu còn ok nhé. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm giống tất cả nhé. Cái cần này hiện tại là mình đo là dài 4,4 thu vào là 1 mét, đột là 0,7 ly, cân nặng là 160 g nhé, 160 g. Made in Japan. Đây là cây số 8. Số 8 1,4 triệu nha mọi người. Số 8 1,4 triệu. Số 9 là một cái cần Shimano. Cần Shimano nha mọi người. Đây. Cái đế này như là có vặn lại cái khác rồi sao? Đế này như có vặn lại khác rồi sao mọi người? Nhưng mà nhìn vẫn đẹp bình thường nhé. Đấy. Cần Shimano. Đây, bát Fuji FPX 18. Đấy.
Phần này đúng của nó là đọt số 2, dài 4,5 m. Mình thử dàn khoan của nó. Ồ, ít khoan như thế này ta. Đây, cần này nè, chỗ này nó có nứt nè, miếng kim loại chỗ này nó có nứt một tí, nhưng mà nứt chỗ đây nhưng mà về dán keo lại là ok à, không ảnh hưởng gì mấy đâu. Đấy, đọt của nó đây, cái đọt này nhìn như có vẻ là bị thay đọt rồi. Đấy, cái cần này chắc lúc xưa dùng đọt mảnh nha mọi người, bây giờ người ta thay cái đọt cứng hơn rồi. Đây, 3 4, đấy, hiện tại đang bây giờ đang là 4 giống nhé, 4 giống mà có 2 khoang 1 đầu vu. Cần này hiện tại là mình đo lại nó chỉ có là người ta thay đọt rồi nha mọi người, đo lại chỉ có là 3,6 m này, thu vào 1 m này, đọt 2 ly này, cân nặng là 180 g này. Đấy. Cái này cái số mấy ta? 2, 4, 6, 8, số 9. Số 9. Cái này bán 800. Số 9 800 nha mọi người. Tiếp theo số 10 là một cái cần Suzumi, cần carbon Suzumi nha mọi người, carbon Suzumi. Đây, đọc số 1 dài 5,3 m là thông số đúng của nó. Bass Fuji LS6 nhé. Đây, khoang của nó Fuji đây nha, để mình coi xem được có gãy nứt gì không. Đây, dàn khoan ok nha mọi người, dàn khoan ok. Đọt đây, ồ, đọt này như bị hạ đọt rồi nha mọi người, hạ bớt đọt cho nó cứng rồi, hạ đọt. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 5 giống nha mọi người, 5 giống. Cái cần này dài hiện tại là đo được là 5 m, thu vào 1,2 m, đọt của nó là 1 ly, cân nặng là 200 g. Đấy, đọt của nó 1 ly, cân nặng 200 g nha mọi người. Cái này nguyên gốc của nó đọt có lẽ là 0.8 hoặc là 0.7, nhưng mà người ta hạ đọt cho nó đọt nó cứng hơn xí rồi hay sao á, hoặc là bị gãy một tí đọt người ta hạ luôn nha mọi người. Đấy, cái này cái số 10, số 10 850 nghìn. Số 10 850 nghìn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mày quá, đáng lẽ mình quay 20 cây nhưng mà đau cái họng, đau cái mũi quá nên là thành ra mình quay 10 cây thôi cho mọi người. Ngày mai mình sẽ lên tiếp 10 cây này cho mọi người, mọi người thông cảm với mình nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship, và trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người nhớ mở hàng và kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị quá trình vận chuyển bị gãy vỡ, nứt gãy gì cần hay không nha mọi người. Còn có vấn đề gì thì mọi người điện cho mình giải quyết ngay lúc đó, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà nhận hàng bừa xong rồi bắt đầu điện cho mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.